Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả các bạn. Ở trên không gian mạng có rất nhiều anh hùng hổ báo lắm. Thì mẹ giang hồ kinh khủng luôn. Hẹn mày chỗ này, hẹn mày chỗ kia. Mày ở đâu? Tao đến tao thế này thế nọ. Nghe kinh lắm các bạn. Làm được chơi biển luôn. Giết hết người này, giết hết người nọ. Dọa hết đồng chí này, dọa hết đồng chí nọ. Thể hiện mình có thể là khu vực này, khu vực nọ. Mình là nhất. Mình có thể gọi là con điều khiển được tất cả những người này người nọ ở trên mạng đấy các bạn. Trên mạng nhiều lắm. Úi trời ơi, đủ. Tao thế này, tao thế lọ, thằng chó thằng má này. Nói thẳng mẹ à đi. Hôm nay này, Dương Béo cho nhìn thẳng này. Sự thực đây này. Đi mẹ mày. Tay thì đéo có, chân nhưng còn thì làm cái gì?